National Geographic là tạp chí uy tín của Mỹ có độ phủ sóng trên toàn thế giới với các ấn phẩm được dịch sang 40 thứ tiếng. Ngoài đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, Hoàng Liên Sơn Sapa còn được bình chọn là điểm đến thú vị nhất khu vực Đông Nam Á. Nhờ có tuyến cáp treo, ngày càng nhiều du khách có cơ hội chạm tới đỉnh cao Phan Xipang 3143 m. Cáp treo Ba dây Phan Xipang nối từ thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Phan Xipang, hay còn được gọi là nóc nhà Đông Dương tại Việt Nam, đưa du khách đi giữa thung lũng rừng nguyên sinh, thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn.